Chào các bạn đã đến với bản tin COVID Tiền Giang hôm nay. Thông tin cập nhật từ 17 giờ ngày 10 tháng 2 đến 17 giờ ngày 11 tháng 2 năm 2022. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận 8 ca mắc COVID-19 mới qua xét nghiệm RT-PCR, tăng 5 ca so với ngày hôm qua, nâng số ca mắc COVID-19 qua xét nghiệm PCR lên 35.399 ca. Về công tác điều trị, trong ngày hôm nay có 96 bệnh nhân được điều trị khỏi, chiếm tỷ lệ 85,1% so với ca nhiễm, nâng số ca được điều trị khỏi của tỉnh lên 30.141 ca. Hôm nay tỉnh Tiền Giang không có ca tử vong, giữ số ca tử vong như ngày hôm qua là 1.224 ca. Trong ngày hôm nay, tỉnh Tiền Giang có 3 địa phương ghi nhận ca mắc COVID-19 mới qua xét nghiệm PCR là thành phố Mỹ Tho có 4 ca, trong đó đều ở xã Trung An, có 2 ca ngoài cộng đồng tại cơ sở y tế và 2 ca trong khu cách ly. Huyện Châu Thành hôm nay có 2 ca mắc COVID-19 mới trong khu cách ly tại xã Phú Phong. Thị xã Gò Công hôm nay có 2 ca mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng, ở phường 2 1 ca và phường 5 1 ca. Như vậy, trong ngày hôm nay, tỉnh Tiền Giang có 4 ca mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng, có 4 ca mắc COVID-19 mới trong khu cách ly và qua test nhanh ghi nhận 102 ca dương tính. Chi tiết các ca test nhanh dương tính của các địa phương trong ngày như sau: thành phố Mỹ Tho 8 ca, huyện Châu Thành 28 ca, huyện Cái Bè 11 ca, thị xã Gò Công 6 ca, huyện Chợ Gạo 1 ca, thị xã Cai Lậy 7 ca, huyện Gò Công Đông 5 ca, huyện Cai Lậy 22 ca, huyện Tân Phước 5 ca, huyện Gò Công Tây 5 ca và huyện Tân Phú Đông 4 ca. Theo nguồn tin từ Bộ Y tế, tính từ 16 giờ ngày 10 tháng 2 đến 16 giờ ngày 11 tháng 2, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, Việt Nam ghi nhận 26.487 ca nhiễm mới, trong đó có 16 ca nhập cảnh và 26.471 ca ghi nhận trong nước, tăng 448 ca so với ngày hôm qua. Tại 62 tỉnh thành phố có 8.768 ca trong cộng đồng. 10 tỉnh thành phố có ca mắc COVID-19 nhiều nhất trong ngày hôm nay là Hà Nội 2.908 ca, Nghệ An 1.501 ca, Hải Dương 1.447 ca, Hải Phòng 1.398 ca, Bắc Ninh 1.390 ca, Nam Định 1.287 ca, Thái Nguyên 976 ca, Ninh Bình 942 ca, Đà Nẵng 927 ca và Bắc Giang 910 ca. Cũng theo nguồn tin từ Bộ Y tế, trong ngày hôm nay, cả nước ghi nhận 96 ca tử vong, chiếm tỷ lệ 1,6% so với ca nhiễm, nâng tổng số ca tử vong của Việt Nam đến nay lên 38.784 ca. Hà Nội là địa phương có ca tử vong cao nhất với 14 ca trong ngày và thấp nhất là Thừa Thiên Huế 1 ca. Với 8 ca mắc COVID-19 mới, tỉnh Tiền Giang đứng thứ 62 trong số 62 tỉnh thành phố có ca mắc COVID-19 mới trong ngày hôm nay. Bản tin COVID-19 tỉnh Tiền Giang hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Hẹn các bạn ở những bản tin sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.